Xin chào các bạn, mình là Kiều Anh, là người quản lý trang siêu thị trực tuyến Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Trong clip ngày hôm nay thì Kiều Anh sẽ giới thiệu tới các bạn cũng như là bật mí tới các bạn công dụng của đông trùng hạ thảo Samsung Bio Hàn Quốc trong việc là hỗ trợ tăng cường sức khỏe, tăng cường hệ miễn dịch. Ở chúng ta thì ai cũng mong muốn là bản thân cũng như là gia đình mình luôn khỏe mạnh, không bệnh tật, đau ốm. Thế nhưng theo thời gian thì cùng những tác động của môi trường, cơ thể của chúng ta sẽ gặp các vấn đề về sức khỏe khiến bạn hoang mang lo lắng khi cơ thể suy nhược sức khỏe yếu mới ốm dậy hay là hoạt động thể chất nặng nhọc vất vả à, hoặc là chúng ta làm việc trong môi trường ô nhiễm độc hại thì rất dễ nhiễm bệnh cũng như là sức khỏe của chúng ta giảm sút đi nhiều cùng với đó là hệ miễn dịch của chúng ta cũng ngày một kém đi mọi người thì thường có xu hướng là bồi bổ các loại thực phẩm đắt tiền hay những loại thuốc uh, được mua ngoài hàng Tuy nhiên thì không phải ai cũng có thể là sử dụng những loại sản phẩm này và ai cũng phù hợp. Chính vì vậy mà một giải pháp tăng cường sức khỏe vô cùng hiệu quả được rất nhiều người sử dụng trong thời gian gần đây ở chính là sử dụng sản phẩm đông trùng hạ thảo Samsung Bio của Hàn Quốc. Vậy tại sao Kiều Anh lại nói sản phẩm đông trùng hạ thảo Samsung Bio Hàn Quốc này lại có công dụng là tăng cường sức khỏe cho chúng ta? Là bởi sản phẩm này thì là sự kết hợp hoàn hảo từ đông trùng hạ thảo, một trong những loại thảo dược quý hiếm ở giúp tăng cường sức khỏe đối với con người. Ngoài ra, thì trong sản phẩm nước đông trùng hạ thảo Samsung Bio của Hàn Quốc này còn có chứa lượng protein cao. Protein thì là thành phần chính của nhân và các nguyên sinh chất của tế bào. Ngoài ra thì chúng còn chứa nhiều loại vitamin nhóm A, B, C, cùng với đó là 17 loại axit amin rất tốt cho sức khỏe mà không phải là loại thực phẩm nào cũng có. Chính vì vậy đây được coi là một trong những loại thần dược bổ sung sức khỏe cho con người chắc hẳn như quý vị đã biết một khi sức khỏe của chúng ta giảm sút đi thì sẽ có nhiều căn bệnh trực chờ xảy đến với chúng ta và khi sức khỏe của chúng ta giảm sút đi dần thì không phải là loại thực phẩm nào chúng ta sử dụng chúng ta cũng có thể là hấp thu hết chất dinh dưỡng của chúng và sức khỏe sẽ được như ban đầu mà thay vào đó chúng ta phải sử dụng một sản phẩm thật sự hoàn hảo để có thể là bổ sung tăng cường cho sức khỏe của chúng ta chính vì vậy ngay trong hôm nay bạn cần phải tăng cường sức khỏe của mình sử dụng sản phẩm nước đông trùng hạ thảo samsung bio là một trong những giải pháp được nhiều người tin tưởng sử dụng chúng ta thì không cần phải tốn quá nhiều tiền cho các loại thực phẩm đắt đỏ hay là các loại thuốc bổ ở bán ở ngoài hiệu à mà với sản phẩm nước đông trùng hạ thảo samsung bio này chỉ trong tuần đầu tiên chúng ta sử dụng thôi thì đã cảm thấy là sự khác biệt hoàn toàn Thậm chí là khi sử dụng thì sẽ không gây ra những tác dụng phụ nào đối với cơ thể hay là những phản ứng phụ không mong muốn nào cả. Không những vậy, nước đông trùng hạ thảo Samsung Bio còn mang đến những lợi ích vô cùng tốt cho người dùng, chẳng hạn như là ngăn ngừa tim mạch, ngăn ngừa huyết áp cao hay là hỗ trợ điều trị ung thư và một số căn bệnh mãn tính khác. Với sản phẩm này thì cách dùng vô cùng đơn giản, ở chúng ta cũng không cần phải tốn quá nhiều thời gian mà thậm chí là có thể mang theo người khi chúng ta đi công tác à, Đó là mỗi ngày thì chúng ta đối với người lớn Chỉ cần uống từ 1 cho đến là 2 lần Và mỗi lần thì chúng ta sử dụng một gói Ở cái này thì chúng ta có thể là cắt và uống liền luôn được ạ Mùi vị của sản phẩm này thì cũng vô cùng là thơm ngon dễ uống chứ không hề khó uống Tuy nhiên thì khi sử dụng cho bản thân cũng như là cho người thân trong gia đình Các bạn cần lưu ý một số điều nhỏ như sau Là không sử dụng sản phẩm này cho trẻ em dưới 5 tuổi và cũng như là không sử dụng quá nhiều sản phẩm này cho phụ nữ có thai và đang trong thời kỳ cho con bú. Ở chúng ta chỉ cần lưu ý một số điều nhỏ như vậy thôi là đã có thể tận dụng được hết những công dụng của sản phẩm nước đông trùng hạ thảo Samsung Bio này rồi. Và Kiều Anh tin chắc rằng với những công dụng mà sản phẩm nước đông trùng hạ thảo Samsung Bio mang lại thì các bạn sẽ ngay lập tức muốn sử dụng sản phẩm này để có thể làm mang đến sức khỏe tốt nhất cho người thân trong gia đình cũng như là cho bản thân đúng không ạ? Và nếu như các bạn còn đang thắc mắc chưa biết mua sản phẩm này ở đâu để có thể là an tâm sử dụng cũng như là được hỗ trợ trong quá trình dùng thì hãy ngay lập tức liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí về sản phẩm là nước đông trùng hạ thảo Samsung Bio đến từ Hàn Quốc này. Ở ngoài ra thì các bạn cũng có thể là đến trực tiếp cửa hàng của Korea Shop 24 giờ tại địa chỉ là số 2 ngõ 79 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội. Đặc biệt, với những ai mua hàng qua số hotline mà kiều anh vừa đọc hoặc đến trực tiếp cửa hàng thì sẽ nhận được những ưu đãi dành riêng cho sản phẩm này ạ. Korea Shop 24 giờ với phương châm chất lượng là uy tín hàng đầu, cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chính hãng đến từ Hàn Quốc. Hy vọng rằng clip ngày hôm nay đã mang đến cho các bạn những thông tin vô cùng bổ ích. Kiều anh xin chào và hẹn gặp lại.